Đây là bài thơ trong chùm thơ lòng thương xót. Bài thơ mang tựa đề Bức ảnh lòng Chúa thương xót. Bức ảnh lòng Chúa thương xót. Tác giả là Linh Mục Trăng Thập Tự. Giới thiệu như thế này: Chúa Giêsu yêu cầu chị Thánh Faustina nhờ người vẽ một bức hình theo mẫu chị được nhìn thấy. Chúa còn tuyên bố đó là chiếc bình để kín múc tình thương từ đại dương thương xót vô biên của Ngài. Trong hình này, ta thấy Chúa Giêsu đang đến với ta, tay phải giơ cao ban phúc lành và tay trái chạm vào áo ngay phía dưới chỗ trái tim. Nơi đó phát xuất hai luồng sáng, một màu đỏ, một màu xanh nhạt. Chúa mặc y phục trắng, rực rỡ ánh sáng của chức linh mục thượng phẩm đời đời. Ngài đến đem phúc lành cho những ai đang ngóng đợi. Mời các bạn nghe bài thơ Bức ảnh lòng Chúa thương xót của Linh Mục Trăng Thập Tự. Minh hình ảnh, lấy mắt nhìn thay thế não suy tư. Tự cõi lòng thương xót đầy dư, ta cho con một bức hình diễn tả. Dưới áo trắng của linh mục cao cả, trái tim ta là nguồn mạch xót thương. Luồng sáng xanh là dòng nước phi thường, tẩy sạch con hết muôn vàn tội lỗi. Luồng sáng hồng là máu đào cứu rỗi, nuôi sống con trong thánh thể nhiệm màu. Hãy ngắm nhìn và hãy thốt lên câu: Lạy Chúa Giêsu con tín thác. Đó là ý nghĩa rất đơn sơ mộc mạc, hiểu lấy cho con mà nói cho đời. Cuối lộ trình lịch sử con ơi, cuộc phán xét đang chờ trước mắt. Còn cơ hội cuối cùng cần nắm bắt, cơ hội lòng thương xót đã mở ra. Còn đợi gì mà không đến với ta, để nhân loại được bình an hạnh phúc. Hãy nói với mọi người, mọi nơi, mọi lúc. Hãy ăn năn trước khi quá muộn màng. Này con ơi, kìa lịch sử sang trang, hãy đón lấy hạnh phúc đời đời ta dọn sẵn.